Thành ra tự nhiên hành chỉ thấy cái hình không. Nhưng mà thầy đó thì lại nghĩ xa một bước, thấy cái hình không. Người thường người ta thấy cái hình của Hòa Thượng đấy, nhưng mà thầy đó nghĩ xa một chút đó là thầy thấy thêm cái gì? Thầy thấy thêm cái kỷ niệm mà Hòa Thượng đã làm trong lòng thầy. Những cái lời nói mà quý giá của Hòa Thượng còn lại, lưu lại trong lòng. Cho nên những lời dạy của Ngài, những lời nói của Ngài và cái hình ảnh sống động khi Ngài còn hiện tiền, lưu lại trong lòng. Bao nhiêu những cái thương kính còn lại trong lòng mình. Cái đây là cái trên bước đường tu mình chứ. Cái người này mất đi, cái người này mất đi, cho nên cái đức hạnh của họ, cái trí tuệ của họ nó tồn lại trong lòng chúng ta, lưu lại cái đó thôi. Nên bỏ cái này, bỏ cái này, chỉ lưu lại nữa cái hình ảnh đẹp ở trong lòng chúng ta còn lại. Thì bây giờ đó, cái hiền thánh tăng này mất hết rồi, thì cái trường hợp này Đức Phật và các vị hiền thánh tăng này vẫn còn tồn tại ở trong lòng chúng ta, thì tạo thành một cái thế giới mà tu hành của chúng ta, cho nên chúng ta không thấy cô đơn, ta nên nhập vào trong thế giới này. Ta sống giữa một cái xã hội như thế này, nhưng mà lại là tâm thức chúng ta đó, thì có Đức Phật và có hàng thánh chung, ta thâm nhập vô thế giới. Rồi đó, trên bước đường tu chúng ta đó, đi xa hơn một chút nữa, xa hơn một chút nữa thì quý vị thấy sao? Từ cái thế giới thánh chúng, thế giới thánh chúng này đã có những người tới, có những người đi. Thành ra có những người tới, có những người đi, thì ta biết đây là thế giới của sanh diệt. Thành ra đây là loại hình thế giới của sanh diệt. Thế giới sanh diệt, cho nên các vị Bồ Tát từ mười phương tới nghe pháp, rồi các vị Bồ Tát này trở về bổn độ, tức là thế giới có đến và có đi, phải không? Thế giới tâm thức là thế giới có đến có đi. Các ngài xuất hiện ở trong lòng chúng ta, rồi các ngài biến mất đi. Cho nên các ngài xuất hiện rồi các ngài biến mất, cho nên pháp hội mở ra rồi pháp hội kết thúc. Trên bước đường tu chúng ta, ai sống về thế giới tâm thức hay là tu đó, thì đều có cảm nhận như thế. Thế khi mà mời thỉnh các ngài về ngự trị trong lòng chúng ta đó, thì chúng ta thấy đây là pháp hội Linh Sơn chưa tan. Nhưng mà rồi pháp hội cũng tan thì các ngài cũng về chứ. Về thì để chi? Để trả chúng ta lại thực tế của cuộc đời này. Thế nên trên bước đường tu đó, thầy có mấy lần cảm nhận. Khi cái cảnh thanh vắng không còn người trên cuộc đời này nữa, hay nói một cách khác là tất cả họ đều ngủ hết rồi, còn có một mình thức này gì? Tức là cái thức của mình, thần thức. Cho nên thần thức của mình thâm nhập vào trong hội Linh Sơn để mà chúng ta nghe Đức Phật thuyết pháp khi mà pháp hội cũng tan. Nhưng mà rồi đó, nghe xong rồi thì pháp hội tan thì trả chúng ta về thực tế chứ. Trả chúng ta về thực tế thì sáng thức dậy ta cũng công phu, chúng ta cũng tụng kinh, chúng ta cũng đi chùa, chúng ta cũng làm mọi việc như tất cả mọi người. Nhưng mà cái gì trong tiềm thức chúng ta này, cái này vẫn còn tồn tại. Nó làm cho chúng ta vui trong ngày đó, cái này tu. Cho nên một ngày ta tu được, ta cảm được cái này nữa, cái này tồn tại trong lòng chúng ta. Cho nên ta sống với tất cả mọi người như thế này, mà nhờ cái tâm trạng chúng ta tu đó, ta đã được Đức Phật dạy dỗ ở trong thức của chúng ta. Cho nên ta đối xử với mọi người trên cuộc đời này nó có vẻ như là Phật Pháp một chút. Còn những người mà họ tu mà họ không có thâm nhập được thế giới này nữa, thì họ xử sự với nhau thiệt là đời, hay là hơn đời nữa, phải không? Đời thì tức là có qua có lại bình thường thôi, còn hơn đời nữa là muốn hơn người ta, cho nên những người này làm ma. Đây chúng ta biết không? Cho nên hơn đời là ma, mà hơn đời cũng là Phật. Chúng ta thấy hai thế giới này, còn đời là bình thường. Vì vậy đó, mà vào thế giới tâm thức lọt qua cảnh giới ma thì ra họ xử sự như ma. Vào thế giới tâm thức mà họ lọt vô thế giới Phật thì họ ra đời họ xử sự như Phật. Cũng là con người hết đấy. Nhưng mà người xử sự như Phật là họ đã tu ở trong thế giới Phật. Người xử sự như ma là vì họ lạc vào đường ma. Nên trên bước đường tu cái này chúng ta thấy rõ. Mỗi một lần chúng ta lạc vào thế giới ma, ta trở về đây đó, vì chúng ta buồn phiền, chúng ta bực tức, chúng ta nóng nảy, chúng ta dễ gây, phải không? Thế nên bữa nào mà các Phật tử vô đây mà thấy mặt thầy hầm hầm đó là biết.
hồi tối nay thầy lại lạc của ma rồi, thôi mình đi về đi phải không, gặp ổng là phiền nữa. Đây là trên bước đường tu nhé. Còn bữa nào mà sáng vô thấy thầy hoan hỷ mặt mày sáng rỡ ra, biết hồi tối này chắc có lẽ là ông đi trúng đường rồi đó. Mình nhìn rồi mình cảm rồi để mình suy nghĩ coi thử có một cái gì hay hay mình học. Học đạo là như thế. Đó là trên bước đường tu. Mình chưa đi được, mình chưa đi vào thế giới này được, nhưng mà thầy đi được, thành ra mình học, mình nghe được nữa. Tại những người họ đi rồi, họ kể lại mình nghe, cái này cũng sướng thôi. Mặc dù mình chưa đi, nhưng mà nó cũng giúp cho mình có một số tư liệu. Số tư liệu để là sau này mình đi. Đây là trên bước đường tu, nhận ra được. Bây giờ đó, qua cái giai đoạn này, qua cái giai đoạn mà thứ hai này đó, là thầy nói đi vào ở trong cái thế giới thật báo trang nghiêm độ này đó. Đây là thế giới của thần thức. Cái thật báo trang nghiêm độ là thế giới của thần thức, cho nên cái thế giới này chỉ kết hợp bằng phước đức và trí tuệ của Phật và Thánh chúng. Cho nên cái thế giới này là thế giới an lành. Cái thế giới mà Phật và Thánh chúng này đó là kết hợp bằng phước đức và trí tuệ thôi. Cho nên những người này là những người đầy đủ phước đức, cho nên họ không còn tham vọng, không còn ham muốn, không còn đòi hỏi gì nữa hết. Họ đầy đủ quá rồi, họ dư rồi, trí tuệ họ có thừa rồi. Cho nên cái thế giới này thế giới thật là đẹp. Vì vậy nên mà khi tu thì thường hay nghĩ thích sống với những người đã chết. Cho nên sống ở thế giới tâm thức và sống với cái thế giới mà thật báo phước đức trí tuệ của các ngài để mình học. Nhưng mà đi tu pháp qua đi thêm vô từng sâu nữa, ta đi tới cái chỗ này. Đi vào trong một cái từng sâu nữa, tức là xả thức. Ta nên tới khi nào mà mình xả thức á, xả được thức á, thì mới đi vào từng trong. Còn mình chưa xả thức, tức là mình còn có một cái nhận thức, còn có một cái phân biệt, còn có một cái hiểu biết á, nên thuộc về thức. Còn có nói năng, còn có suy nghĩ, còn có nhận thức, thì cái này ở trong thế giới thức, chỉ tới đây thôi. Mà trong cái thế giới thức là chỉ tới đây thôi. Để người tu đó là thường đây là cái ranh giới thứ hai. Ta nghe người chưa tu thì thường thường ta nói là cái thế giới sống và thế giới chết, thế giới của người sống và thế giới người chết. Thì tất cả những người thường khi nào chết thì mới qua thế giới người chết. Còn sống thì ở thế giới người sống, không bao giờ ta sống trong thế giới người chết. Nhưng mà cái người đặc biệt đó, thì họ còn đang sống mà họ đã qua được thế giới người chết. Cái này chúng ta gọi là những nhà ngoại cảm. Tức là những nhà ngoại cảm, tức là đang sống với chúng ta đây, nhưng mà họ tiếp xúc được với thế giới của người chết. Đây là hai người. Họ vừa ở thế giới này mà họ cũng vừa tiếp xúc thế giới kia. Người này ở lương chừng, gọi là nhà ngoại cảm. Tại vì cái này rất rõ, con người chết làm ma, ma sanh lại làm người, cho nên tâm thức là một. Tâm thức của người chết và tâm thức người sống này là một. Nhưng mà vì chúng ta bị kẹt cái sắc ấm, kẹt sắc ấm thân, cho nên kẹt cái thân này, cho nên ta không tiếp xúc được với người chết. Nhưng mà cái người tiếp xúc với người chết, ta gọi những người này nhẹ bóng vía. Ta nên nhẹ bóng vía, họ có một cái thân này, nhưng mà gần như là họ sống lơ lơ lửng lửng, họ không có cái nặng về cái thân này. Đây có ai trong cái tình trạng này? Tại những người mà hơi lơ lơ lửng lửng một chút á, thường thường ta gọi là người có trên đấy, phải không? Hơi lơ lơ một chút á, thì người này tiếp xúc bên kia được. Thành nên thầy hồi nhỏ là cái trạng thái này. Cái trạng thái này, mình hơi lơ lơ một chút, mình đứng đây nhưng mà cái tâm mình nó mơ về một thế giới nào đó, mình quên mất mình có cuộc sống này. Đây là cái người mà ở cái trạng thái tuy là mang thân người nhưng mà họ có một cái tâm trạng khác, cho nên họ có thể tiếp xúc được hai. Ở đây là phần nhiều là những người ta gọi là có căn tu, là những người tu. Tại họ tu vào thế giới ma hay tu vào thế giới Phật cũng vậy thôi. Họ có một cái tâm đó một chút xíu, họ không quá kẹt vật chất, họ không nặng nề vật chất. Thành ra trong thế giới vật chất có lúc họ bị chi phối mà có lúc họ thoát ly. Ta nói xuất thần được, xuất hồn được. Thì cái trường hợp này nữa. Đó là cái trạng thái của cái người mà trạng thái này. Cho
Cho nên những người đó mà thường sống với cái trạng thái này, cái tâm thức này đó, một khoảng thời gian thì họ trở thành ra người khùng, người điên. Cái này rất nguy hiểm. Họ không phải là con người nữa. Là tại giữa cái xác của họ và cái hồn của họ nó cứ đi qua đi lại hoài, cho nên cái xác của họ đôi khi họ xanh xanh mét mét, họ khờ khờ dại dại. Cái này nguy hiểm vô. Đây, cái người này, này sống với cái dạng này, cho nên cái xác với cái hồn nó không có, không hợp nhất được. Còn cái người mà khỏe mạnh hồng hào là những người đó, cái xác với cái hồn gắn với nhau chặt. Cái người này không thể xuất hồn được, không thể bỏ xác được. Còn cái người kia đó là thường hay bỏ xác. Nhẹ hơn chút nữa đó là cái người hay nằm mơ hay chim bao cả. Tại khi mà họ ngủ quên đó, thì hồn mới xuất ra được. Còn khi mà họ thức như thế này không cách nào họ bỏ được, họ bỏ xác được. Cái trạng thái này thì có nhiều người có. Cái trạng thái mà sống lơ lơ lửng lửng này cũng có. Mà cái trạng thái mà ngủ nằm mơ xuất hồn cái này cũng có. Mà cái trạng thái đang ngồi như thế này đó, họ muốn xuất hồn họ xuất được. Thầy cũng có gặp những người này. Họ xuất được đó. Hồn họ đi được. Đây là ba cái trạng thái mà thầy thấy những người trên cuộc đời. Nhờ đi vào trong thế giới Phật, đi vào trong thế giới Phật thì lúc bây giờ mình vẫn biết ở đây là thế giới của thức. Mà nếu hãy vào đó đó thì cái trường hợp này nó được an lành. Nhưng mà tới đây Đức Phật bị bỏ đi. Tới kinh Pháp Hoa Đức Phật mới bị bỏ đi. Tức là bỏ cái thức đi, tức là xả thức đi. Tại thức này nó thuộc về trời người Atula, nó cái ranh giới ở đây nè. Bỏ đây đi. Tại nên bỏ thức mới sống được với cái tâm hay là cái chân tâm. Cái vọng thức và chân tâm. Lúc bây giờ nếu ta sống trong cái thế giới tâm thức một khoảng thời gian dài, ta không kẹp cái thế giới vật chất này nữa, sắc ấm nữa, thì ta sống với thế giới tâm thức. Thì trong thế giới tâm thức nó có hai phần, thức và tâm. Cho nên thức và tâm, cho nên cái người tu này sao? Họ phải gạn lọc thức. Ta nên gạn lọc cái thức của họ. Tất cả những cái này vọng tưởng điên đảo đó, họ bỏ. Họ bỏ lần, không nghĩ, không tưởng nữa. Cho nên lần lần trong cái tâm của họ nó hoàn toàn trống không này. Trống không cái này bảo là lý bát nhã. Mà cái người tu thiền đó, thực tu thiền đó, phải tới đây họ mới tu được. Cho nên trong cái lúc mà họ gạn lọc, họ bỏ hết cái thức của họ cho nó sạch, thức họ cho nó sạch, trắng hết đi. Cái này gọi là bạch tịnh thức. Cho nên bạch tịnh thức đó, thì bây giờ mình không có tưởng nữa. Mình không có tưởng nữa, không có nghĩ nữa, không biết nữa, không có những cái suy nghĩ. Tất cả những cái gì mà mình tiếp xúc mình học, cho nên tất cả một đời học của mình, một đời tu của mình, cái này bỏ sạch hết. Ta nên bỏ sạch hết. Tất cả những này bỏ hết. Bây giờ mình ở cái trạng thái này gần như là mình không có suy nghĩ. Do đó mình cũng không có tiếp xúc, mình cũng không có hiểu biết, không có gì hết. Ta nên không có Phật và không có chúng sanh đây nữa. Cho nên không có ma, cũng không có Phật. Hoàn toàn tâm mình trống không như vậy này, ở chỗ này. Tại nên trên cái bước đường tu đó, có nhiều khi ta lạc của mình. Thế nên ta cảm thấy chơi với, ta không biết mình là cái gì và mình đang ở đâu nữa. Đây là cái trạng thái tâm thức của mình. Từ cái chỗ mà sống với cái thức mà có đầy đủ những cái hiểu biết về Phật Pháp rồi nữa, thì ta thấy ta an lòng, có Phật, có Bồ Tát, có Thánh Tăng ở trong thế giới này an lành. Nhưng bây giờ dục xả cái này đi, xả này để mình cảm thấy không có Phật, không có chỗ nào để mình nương hết. Sợ quá, không có cái gì hết. Bây giờ mới phát hiện ra được cái con người thực mình là nằm chỗ này. Cái con người mình mà chơi vơi ở giữa này, đã vượt qua ma rồi đi vào thế giới Phật. Bây giờ Phật mất luôn nữa. Thế giới Phật, tại tâm thức mà có được không, không được có. Cho nên cái khi mà trạng thái có thì có Phật, có Thánh chúng, mình thấy an lạc. Nhưng mà qua trạng thái không á, thì Phật cũng không mà Thánh chúng cũng có. Bây giờ có cái gì đây? Mình không biết mình là cái gì đây, cái chỗ này. Đây là trạng thái không. Mà ở trong kinh á, thì thường thường diễn tả cái này là bạch tịnh thức, hay là bát địa Bồ Tát, người ta mới tới chỗ này, cái thế giới này. Bát địa Bồ Tát tới thế giới này. Tới chỗ này là sao? Cái người được tiếp xúc ở trong thế giới của Phật và thấy được công đức của Phật và tu hành theo hạnh của Bồ Tát. Theo hạnh của Bồ Tát. Thì như vậy đó, họ đã vượt qua cái bước gọi là đệ thất địa Bồ Tát. Đệ thất địa Bồ Tát thì bây giờ họ bước qua thế giới bát địa Bồ Tát đó, thì tâm họ dục trống không. Tâm họ trống không.
không còn gì nữa. Còn để thất địa đó, thì cái trường hợp Bồ Tát đó, thì người ta ta biết được hết tất cả và ta làm được hết. Tại vì đó, từ ban đầu đó mà người ta tu đó, ta đi từng bước một đó. Cho nên ta tu từng bước một, sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa và tới lục địa. Cho nên tới lục địa đó, thì thường đó, họ làm cái gì? Tới lục địa đó là thường đó, Đức Phật đó là họ được làm tha hóa tự tại thiên vương rồi. Tại vì họ sống trong thế giới tâm thức, cho nên từ cái chỗ đó, từ thế giới này qua thế giới khác, họ làm đạo, họ được tự tại, họ không có gì trở ngại hết. Thì cái này là đệ Bồ Tát, đệ lục địa. Qua tới đệ thất địa đó, thì họ có vô số phương tiện để độ đời. Thế nên muốn cái gì cái này hiện ra để mình làm, hoàn toàn tự tại vô ngại, thì họ qua được cái chặng này đó, họ mới xả thức ở đệ bát địa. Còn mình chưa tới cái đệ thất địa mà mình dục mình muốn xả thức đó, thì trường hợp qua thế giới không này trở thành điên cùng. Đây là những người tu thiền rồi đến lại rơi vào cái trạng thái điên đó. Thế này sai đó. Các Bồ Tát người ta đi từ dưới này lên đó, cho tới đệ ngũ địa đó, người ta thành tựu được cái thiền của người ta rồi, tâm nó hoàn toàn yên tĩnh rồi. Đệ lục địa đó là trí rồi, qua tới đệ thất địa là phương tiện. Ta tu có từng bước. Thế đầu tiên ta phải có cái tâm yên tĩnh, rồi ta có một cái trí sáng suốt, rồi người ta mới tạo được muôn ngàn công đức. Rồi khi mà có công đức mới được tự tại chứ. Ở trên cuộc đời này tu là nó phải như thế thôi. Chứ còn bây giờ nếu mình không có công đức gì hết mà mình chỉ muốn hưởng thụ không, làm sao có. Mà khi mình đầy đủ hết tất cả phương tiện trong tay rồi mà mình thấy cái này không cần thiết nữa, mình bỏ. Giống như là Đức Phật khi làm thái tử rồi bỏ mà đi tu nữa. Đi tu thì cái trường hợp này ngài rời ngay một cái chỗ này để bát địa Bồ Tát. Tức là đi nhanh như vậy. Mình thì trải qua cái thời gian dài, nhưng mà Đức Phật thì cái trường hợp chỉ đi nhanh vậy thôi. Cho nên đi tu hô xả một cái nó xả bỏ tài sản thế gian, rồi xả bỏ luôn cả cái thức của mình nữa, đi vào thế giới tâm. Cho nên chỉ có 21 ngày gia hạnh, ngày đắc đạo thành Phật. Cho nên ngày tu có từ đệ bát địa này đi vô thôi, vô đệ cửu, đệ thập địa. Cái là trở về ngay cái vị trí của mình, gọi là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Mới nhận ra được, mới thấy tiền kiếp của mình là hộ minh. Thấy mình là Bồ Tát hộ minh rồi, là Phật rồi. Cho nên từ chỗ đó mà thành Phật. Cho nên Đức Phật chỉ tu. Thì trong 21 ngày của Đức Phật là chỉ làm cái chuyện này, từ đệ bát địa, đệ cửu địa, đệ thập địa, ba cái này ở trong thế giới tâm thức. Cho nên mình thấy ngài ngồi yên đó, ngài không làm gì hết. Ngài đâu làm gì, nhưng mà trong lúc đó là cái thế giới tâm thức của ngài hoạt động. Thành ra chúng ta làm việc nhiều mà thế giới tâm thức chúng ta không hoạt động. Còn Đức Phật ngồi yên mà thế giới tâm thức hoạt động. Mà thế giới tâm thức này nữa, đa phần là chúng ta thức hoạt động nhưng mà tâm không hoạt động. Cho nên bây giờ như thầy là hoạt động bằng cái thức. Tối thầy ngồi yên để cho cái thức hoạt động. Thức hoạt động là gì? Để kiểm tra coi ngày nay mình đi đâu, mình nói cái gì, mình gặp ai, cái nào được, cái nào sai này, phải không? Để điều chỉnh cho cái ngày kế tiếp của mình. Cái này là thức hoạt động chứ không phải tâm hoạt động. Nhưng mà khi xả thức đó, thì lúc này tâm mới hoạt động. Mà xả thức cái tâm hoạt động đó, thì mình lọt vô cái tầng thứ ba. Cái tầng thứ ba là tầng cuối cùng của Kinh Pháp Hoa đó, gọi là Đức Phật cửu viễn thật thành. Cho nên chung quanh ngài nên trở thành Bồ Tát Kim Sắc Thân, gọi là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát này đó, ai cũng nằm trong cái dạng thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lập hạnh. Đây là cái thế giới của chư Phật mà mình nên đi vào, cái thế giới cuối cùng mà mình đi tới. Cái cốt lõi Kinh Pháp Hoa là đi vô cái chỗ tận cùng này. Thì tất cả những người trong thế giới này đó, điều thứ nhất là thượng hạnh. Tất cả những cái người này đó, họ làm được những cái việc mà người đời không thể nào làm nổi. Thế nên ta tiếp xúc như này. Cái người thứ hai này đó, là việc nào họ làm cũng được hết, đem bỏ việc nào họ làm được. Còn mình thường này thì giao việc này làm được, mà giao việc khác không biết làm được hay không. Như trước đây đó, thì giáo hội giao cho thầy làm trưởng ban hoằng pháp đó, coi bộ được đó. Nhưng mà bây giờ nữa, qua tới Phật giáo quốc tế không biết có làm nổi không. Đấy, việc này được, việc khác chưa chắc.
Còn các vị Bồ Tát trong cái thế giới của Đức Phật này nữa, việc nào được hết, giao việc nào làm việc đó. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cái hạng thứ ba này là tịnh hạnh, tức là thanh tịnh. Làm được hết tất cả mọi việc nhưng mà tâm không vướng bận một việc nào hết. Cho nên ta tu theo bổn môn là ta cố tìm các vị Bồ Tát này trong thế giới thường tịch quan này để chúng ta gặp. Cho nên thường tịch quan tịnh độ Bồ Tát kim sắc thân đó, ta vô thân các vị. Làm được hết nhưng mà không có việc nào dính nợ hết. Đó là cái Bồ Tát thứ ba ở trong thế giới thường tịch quan. Thì như vậy đó, chúng ta học kinh Pháp Hoa làm sao mà từng bước từ ngoài ta đi vô, tới khi mà chúng ta thấy đầy đủ rồi nữa, ta xả thức một cái này, ta lọt qua thế giới thường tịch quan. Thì thế giới này nữa mới là cái niết bàn thực mà của Đức Phật muốn dạy chúng ta. Từ đây tới đó thì thầy nghĩ cũng còn xa nhé, còn phải nhiều mùa gia hạnh nữa thì chúng ta mới hy vọng là bước chân được. Thì chúng ta kết thúc cái mùa gia hạnh năm nay ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.